Hello, Liễu xin chào bạn. Chào mừng bạn đối với kênh móc len của Dương Liễu Handmade. Video này Liễu sẽ hướng dẫn bạn móc một bình hoa sen trưng Tết, trưng phòng làm việc hay trưng phòng thờ đều rất là đẹp. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn đầy đủ từ búp sen, bông sen, lá sen và gương sen, đầy đủ hết tất cả một bình lớn để các bạn trưng cho nó đẹp. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn rất là dài, cho nên là các bạn theo dõi theo từng phần để các bạn học móc cho nó đầy đủ cụ thể nha. Thì để chuẩn bị móc được một bình hoa sen lớn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Thì về len, các bạn chuẩn bị cho mình đó là len milk cotton loại 50g. Thì bông hoa sen thì mình sẽ chuẩn bị là tông màu hồng và tông màu trắng tinh. Rồi, còn lá thì mình sử dụng lá màu xanh mã 37 nha. Một ít cái màu xanh rêu hoặc là xanh đen để chúng ta thêu cái phần hạt sen này nè các bạn. Rồi, và cái phần không thể thiếu đó là cái nhụy bột vàng trắng đó, các bạn phải mua đúng cái màu nhụy bột vàng trắng này thì chúng ta mới làm cái phần bông sen cho nó nổi nha. Và một cái bông sen này các bạn chuẩn bị 3 tép, một bịch này sẽ có 10 tép là các bạn sẽ làm được 3 bông hoa nè. Rồi thì mình sử dụng kim móc là đầu 4/0 tương ứng với kim móc 2.5mm để chúng ta móc toàn bộ cái bình hoa sen này. Rồi, một cái dụng cụ không thể thiếu nữa đó là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là cái cành giấy. Đó, bông sen rất là lớn cho nên mình phải chuẩn bị cái cành giấy, và các bạn sẽ mua đủ size cho mình nè, size 30cm, 40cm và 50cm đó. Các bạn sẽ mua 3 size như vậy để chúng ta làm một cái bình cho nó so le về kích cỡ nhau, mình trưng cho nó đẹp nha các bạn. Một ít cái kẽm nẹp lá để chúng ta nẹp trong phần cái cánh hoa. Rồi chuẩn bị thêm cho mình một ít bông gòn để chúng ta nhồi vào cái phần gương sen này để nó tạo hình cho nó đẹp bông hoa. Rồi thì những dụng cụ và nguyên liệu Liễu vừa giới thiệu Liễu đều có bán ở shop. Các bạn mua ủng hộ cho Liễu bằng cách kích vào bài mô tả, mình có để link Shopee hoặc Lazada. Các bạn chọn mua những cái dụng cụ Liễu vừa giới thiệu để chúng ta học móc cái bình hoa sen lớn và đẹp này nha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học với Liễu thôi nào. Tiếp theo, video thứ nhất là mình đã hướng dẫn các bạn móc bông sen và gương sen. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc búp sen và lá sen để chúng ta hoàn thành được một bình hoa sen lớn. Thì các bạn sẽ theo dõi video thứ nhất để chúng ta học tiếp cái mẫu của video thứ hai này nha. Chúng ta học tới phần lá sen nha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi, móc lên 2 mũi móc xích. Và móc vào trong vòng tròn này 15 mũi kép. Hai, ba, bốn, rồi xong 15 mũi kép, chúng ta sẽ bắt đầu móc một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi kép này, kéo lên qua, đồng thời là siết chặt cái sợi len ngắn này lại cho vòng tròn khép kín lại. Rồi là mình đã xong hàng thứ nhất với 15 chân móc. Bắt đầu lên hàng thứ hai, lên 2 mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này một mũi kép, đồng thời nẹp luôn sợi len thừa đi vào trong mũi móc. Rồi, cũng tại cái chân đầu tiên này, ngoắt sợi len ngay tại cái mũi móc kép đầu tiên đó các bạn, mũi móc kép nha, chứ không phải là 3 mũi móc xích nha. Tại cái mũi móc kép đầu tiên này, các bạn sẽ móc cho mình một mũi ngoặt trước. Đó, ngoặt trước tức là các bạn sẽ không đâm vào trong cái chân móc mà các bạn móc nó tại cái mũi móc nha. Đó, mũi ngoặt trước là cũng giống như mũi kép bình thường vậy các bạn. Cái đây là cái chân móc, còn cái đây là cái mũi móc, các bạn móc vào trong cái mũi kép gọi là mũi móc nha. Đó, mình ký hiệu như vậy cho dễ nhớ. Rồi bắt đầu đến chân thứ hai là ngay cái tại cái chân của mũi kép thứ hai này, các bạn sẽ móc vào đây một mũi kép, rồi ngoắt sợi len, bắt đầu các bạn sẽ đâm tiếp vào ngay cái mũi kép thứ hai này nè các bạn, đây mũi kép thứ hai nó nổi lên đó, đó đẩy kim qua như vậy nha, đẩy kim qua rồi bắt đầu mình sẽ móc một mũi ngoặt trước, thứ hai đó. Thay vì một chân móc chúng ta móc hai mũi kép thì một mũi kép mình móc tại mũi móc và một mũi kép mình móc tại chân móc đó, nó là như vậy đó các bạn, để nó cộm lên, nó có cái hình gân của chiếc lá sen cho nó đẹp. Rồi cứ một chân móc là các bạn móc một mũi kép, rồi bắt đầu tới một mũi móc của mũi kép đây là các bạn sẽ móc một mũi kép cao. Cứ như vậy các bạn móc cho đến hết vòng. Một mũi kép bình thường và một mũi kép cao, cứ như vậy mình sẽ móc cho đến hết vòng cho Liễu nha. Đó, một mũi kép bình thường rồi đến một mũi kép cao là chúng ta sẽ ngoắt cái mũi này. Đó, luôn phiên một mũi kép thường, một mũi kép ngoặt nha các bạn. Rồi nếu các bạn móc đúng thì chân cuối cùng này là mũi ngoặt nha. Rồi kết thúc xong hàng thứ hai, mình sẽ có tổng là 30 chân móc. Chúng ta cũng móc một mũi dời vào ngay đỉnh vùng mũi kép đầu tiên này. Đó là mình đã xong hàng thứ hai, nó sẽ có một mũi kép thường và một mũi kép ngoặt, nó sẽ nổi gân lên như vậy ha. Bắt đầu lên hàng thứ ba, chúng ta móc lên hai mũi móc xích. Rồi tại chân móc đầu tiên này các bạn sẽ móc hai mũi kép vào chung một chân móc. Rồi đến chân thứ hai là cái chân mà móc mũi ngoặt đó các bạn sẽ móc vào cái mũi, đúng cái mũi ngoặt đó luôn nha. Đây, mũi ngoặt trước. Rồi đến chân thứ ba mình lại móc hai mũi kép vào chung một chân móc. Để cái vòng tròn của mình nó sẽ tăng từ từ ra đó các bạn, cho nên các bạn sẽ tăng hai vào ngay cái chân móc đó nha. Rồi đến chân thứ tư thì chúng ta sẽ móc một mũi ngoặt vào đây. Toàn bộ tất cả các cái chân ngoặt ở hàng dưới thì ở hàng trên các bạn đều móc một mũi ngoặt vào đó, để cho cái đường gân của mình nó sẽ nổi một hàng thẳng. Rồi cứ một chân hai rồi đến một chân ngoặt, một chân hai rồi đến một chân ngoặt, các bạn sẽ lặp lại công thức như vậy cho đến hết hàng nha. Rồi bắt đầu thêm một chân ngoặt nè, đó mình sẽ làm đều như vậy cho đến hết vòng nha. Cái chân cuối luôn luôn là cái chân ngoặt nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý là cứ mình móc sao mà đến chân cuối cùng là chân ngoặt là các bạn sẽ móc đúng nha. Rồi cũng kết hàng tương tự giống như hàng dưới vậy đó các bạn, bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi kép. Là mình đã kết thúc xong hàng thứ ba, chúng ta có 45 chân móc tổng cộng nha. Bắt đầu lên hàng thứ tư, móc lên hai mũi móc xích. Tại cái chân đầu tiên này các bạn vẫn luôn luôn móc cho mình là hai mũi kép vào chung một chân móc nha. Từ đây cho đến hết vòng tròn của cái lá sen là chân đầu tiên, luôn luôn các bạn sẽ móc vào đây cho mình là hai mũi kép. Rồi đến chân thứ hai này các bạn sẽ thấy nó dư một chân móc ở đây thì các bạn sẽ móc vào đây một mũi kép. Rồi chân thứ ba là ngoay cái chân ngoặt đó các bạn, đó ngay cái chân ngoặt trước của mũi ngoặt này. Đó thì công thức của hàng thứ ba chúng ta sẽ móc là hai kép chung chân đến một kép đơn rồi đến một kép ngoặt. Đó là các bạn sẽ lặp lại công thức như vậy cho đến hết vòng nha. Chân đầu tiên là hai kép chung chân, chân thứ hai là một kép, chân thứ ba là một kép ngoặt. Rồi 2 1 1 2 1 1, các bạn lặp lại như vậy cho đến hết vòng. Rồi kết thúc xong hàng, chúng ta cùng kết hàng lại bằng một mũi dời. Và kết thúc xong hàng thứ tư, mình sẽ có tổng là 60 chân móc. Bắt đầu lên hàng thứ 5, các bạn móc lên cho mình 1 xích, 2 xích. Luôn luôn là chân đầu tiên các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào chung một chân móc nha. Rồi đến hai chân tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi kép liên tiếp ở hai chân móc. Nó sẽ tăng tịnh tiến một mũi kép so với hàng dưới. Đó, tăng một mũi kép so với hàng dưới các bạn nha. Rồi đúng tại cái chân ngoặt này các bạn sẽ móc vào đúng cái chân ngoặt đó cho mình một mũi ngoặt trước luôn. Rồi thì ở công thức hàng thứ 5 chúng ta sẽ có là 2 1 1 1. Rồi các bạn sẽ lặp lại công thức là 2 1 1 1 như vậy cho đến hết hàng nha. Hai, rồi một, một, rồi đến một mũi ngoặt. Rồi kết thúc xong hàng thứ 5, chúng ta sẽ có tổng là 75 chân móc. Rồi các bạn cùng móc một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi kép này. Rồi thì các bạn sẽ móc tiếp theo cho mình hàng thứ 6, thứ 7, thứ 8, tăng thêm 3 hàng nữa nha. Và mỗi góc tăng á, thì tại cái chân móc đầu tiên này luôn luôn các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi kép nè. Đó, 2 mũi kép. Rồi các bạn sẽ tăng lên nè. 2 1 1 1 thì hàng thứ 6 các bạn sẽ tăng là 2 1 1 1 1. Đó, mình sẽ tăng một mũi kép tại ngay cái chân móc mà kế cái mũi nổi gân này đó các bạn. Đó, cứ một hàng móc tăng thì các bạn sẽ tăng thêm một mũi kép tại cái vị trí kế mũi kép gân. Đó, ví dụ như hàng thứ 6 các bạn sẽ tăng giống như mình vừa hướng dẫn đó. 2 1 1 1 1 là 1 chân 2, 4 chân 1. Chúng ta sẽ được tổng là 90 chân móc ở hàng thứ 6. Rồi đến hàng thứ 7 các bạn sẽ tăng là 2 6 5 chân 1. Đó, mình sẽ để công thức trên màn hình để các bạn theo dõi nha. Đó, hàng thứ 7 mình sẽ có tổng là 105 chân móc. Và hàng thứ 8 mình sẽ có 2 và 5 mũi ép ở giữa đây và một mũi ngoặt. Đó, nó sẽ tăng tình tiến từ từ cái mũi ép ở giữa đó các bạn nha. Đó, mũi kép này nó sẽ cứ một hàng nó sẽ tăng một mũi kép thôi. Đó, tổng ở hàng thứ 8 mình sẽ có là 120 chân móc. Đó, là chúng ta sẽ móc tổng cộng từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 8. Các bạn sẽ móc tổng là 3 chiếc lá sen như vậy cùng chung một công thức, là tổng cộng là chúng ta sẽ có 8 hàng móc và hàng thứ 8 là 120 chân móc. À, các bạn cứ móc như vậy theo công thức trên màn hình mình để chúng ta móc tới hàng thứ 8 và hoàn thành 3 chiếc lá sen cùng chung công thức như vậy luôn nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ 8 là mình có tổng là 120 chân móc. Rồi thì chúng ta cùng kết hàng bằng một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi kép này. Rồi kết thúc hàng, chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích nữa, siết chặt và cắt len. Rồi cắt sợi len xong các bạn sẽ siết chặt lại và đẩy sợi len xuống phía dưới ngay tại chân móc này luôn để chúng ta giấu len xuống phía dưới này. Là mình đã hoàn thành xong cái chiếc lá sen nha. Đó, các bạn sẽ giấu len xuống phía dưới này cho mình nè. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà quấn một cái lá sen tạo cành. Thì tại cái vị trí này các bạn sẽ cho kẽm vào để chúng ta quấn cái lá sen, nhưng mà cho kẽm vào nó đừng có lộ, thì các bạn sẽ móc một cái núm tròn để chúng ta dán vào đây để cho nó vừa với cái kích thước của cái phần vòng tròn ma thuật này nè. Đó, thì cái hàng đầu tiên của cái lá sen này các bạn móc công thức tương tự, tạo vòng tròn ma thuật và móc 2 mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn ma thuật này 15 mũi móc kép, cho nó ướm nó vừa với cái phần lá này đó, thì các bạn sẽ dán nó vào đây là chúng ta tạo một cái điểm nhấn để khi mà mình gắn chiếc lá vào nó không bị tuột đó các bạn. Đó, chứ các bạn gắn này các bạn quấn nó sẽ bị lộ keo, lộ kẽm, cho nên là mình thiết kế thêm một cái miếng đài nhỏ để mình gắn vào trong cái phần lá này không bị lộ các bạn. Rồi chuẩn bị cho mình cái kẽm đẹp lá này các bạn. Kẽm đẹp lá size màu xanh, size cứng là size 24 nha. Rồi thì các bạn sẽ đâm xuyên nè, từ bên này các bạn đâm qua bên này. Đó, đâm sao mà đừng lộ ở cái phần kẽm ở phía trên là được các bạn nha. Rồi đâm xuyên qua để giữ cái độ cứng của chiếc lá trước. Đây, khi các bạn thắt cái kẽm lại thì cái phần kẽm nó không có bị lộ ra ở phía trước nha. Đó, đâm xuyên ra cho nó đứng thẳng như vậy. Rồi bắt đầu tới cái ống kẽm này nè. Đây là cái ống kẽm cứng, kẽm cành cứng size lớn đó các bạn nha. Rồi cái ống kẽm giấy này mình sẽ bị cong một đầu để chúng ta đưa vô chiếc lá cho nó chắc chắn nha. Rồi mình sẽ đút cái đoạn kẽm này vô này, đút cái phần mà có cái sợi len thừa này, các bạn đút cái phần này vô trước nè. Rồi các bạn sẽ đút tới cái ống kẽm này vô cho mình. Ống kẽm cành đó là cái size lớn đó các bạn nha. Đút thẳng vô. Cái phần cong cong này các bạn sẽ để nó tạo một cái điểm giữ cho cái phần đài lá của mình nó chắc, nó không có bị bung đó các bạn. Đó, các bạn phải bẻ có cái độ cong như vậy nha, để chiếc lá của mình nó đứng vững một thời gian, nó không có bị ngã, có bị cong. Rồi vừa đút đoạn kẽm mà vừa đẩy cái ống kẽm sát vô. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ nhỏ keo cho mình để cái ống kẽm này nó giữ chặt ở trong cái phần đài. Đó, sát xuống, giữ im cho nó khô keo trước các bạn nha. Đây, mình nhỏ keo 4 góc cho nó thật khô keo hết ở cái phần lá này, rồi các bạn mới quấn lên nha. Rồi đó, cái phần đài nó sẽ ôm sát vô trong cái phần lá này luôn. Rồi sau khi khô keo xong rồi thì các bạn sẽ siết chặt cái đoạn kẽm này lại nè. Đó, siết chặt cái kẽm xanh lại nha, để cho cái phần kẽm mình đút của nó không có lộ lên phía trên này. Rồi các bạn sẽ cho len vào và quấn hết cái thân kẽm này cho mình bằng sợi len xanh luôn, vừa kẽm và vừa cái ống kẽm cành giấy đó các bạn. Các bạn cứ quấn như vậy cho đến hết phần thân kẽm cho mình luôn nha. Đó, giữ nguyên và quấn hết xuống cả cái kẽm nẹp giấy và cái kẽm cành này luôn. Rồi quấn thẳng đều hết thân kẽm nha các bạn. Đó, các bạn phải quấn cái thân cho nó tròn mập đều như vậy cho đến hết thân kẽm, rồi các bạn mới chốt lên. Tại vì cái thân của hoa sen á, nó rất tròn và nó mịn, cho nên các bạn phải quấn cho thật là tròn thì cái hoa của mình lên nó mới sinh động giống hoa thật nha. Rồi cho một ít keo vào trong cái kẽm giấy. Đó, mình quấn chặt lại và chúng ta cắt len là xong cái phần lá. Thì lá là các bạn sẽ cho mình cái kẽm so le lá 30 có, kẽm 40 có, kẽm 50, 60 đó. Các bạn sẽ cho so le trên một cái bình sen của mình. Cái lá có lá cao, lá thấp như vậy thì nó mới sinh động được cái chậu sen của mình nha. Đó, quấn xong cái cành rồi thì chiếc lá của mình nó rất là vững nè các bạn. Rồi đó, cái phần này á, mình nhỏ keo vào rồi thì nó rất là vững. Và cái phần lá này khi mình cầm thẳng lên á, thì nó sẽ xòe tự nhiên ra. Tại vì cái phần đế của mình á, mình chêm cái phần đế của mình nó có cái phần đài này nó vững rồi nè. Thì khi mình ngửa lên thì cái lá của mình nó sẽ tự động nó xòe bự ra, không cần mình phải nẹp kẽm mà nó rất là bự rồi đó các bạn. Bắt đầu móc tới phần búp sen các bạn. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn ma thuật này 6 mũi đơn. 3 4 5 6. Xong 6 mũi đơn, siết chặt cái sợi len ngắn này lại. Rồi móc một mũi dời vào ngay chân móc của mũi đơn đầu tiên này. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên một mũi móc xích, móc vào chân móc đầu tiên này một mũi đơn. Chân thứ hai, 2 mũi đơn vào chung một chân móc, là mình sẽ có công thức là 1 2 1 2. Các bạn lặp lại công thức như vậy cho đến hết hàng, là theo quy tắc là 100 đơn 100 tăng. Rồi các bạn sẽ móc đều như vậy. Kết thúc xong hàng thứ hai là mình sẽ có tổng là 9 chân móc, 1 chân đơn 1 chân tăng, lặp lại 3 lần là chúng ta sẽ có 9 chân móc. Và mình cũng móc kết hàng bằng mũi dời. Rồi lên hàng thứ ba móc một mũi móc xích. Tại chân đầu tiên móc một mũi đơn, chân thứ hai một mũi đơn, chân thứ ba hai mũi đơn vào chung một chân móc. Chân thứ tư một mũi đơn, chân thứ năm một mũi đơn, chân thứ sáu hai mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi các bạn lặp lại công thức là 2x 1v, tức là 2 không tăng 1 tăng, lặp lại 3 lần là chúng ta sẽ có tổng 12 chân móc. Cứ mỗi hàng móc chúng ta sẽ tăng 3 mũi nha. Rồi chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời, siết chặt. Đó, lộn cái phần lên thuận nó ra bên ngoài. Bắt đầu lên hàng thứ tư móc một mũi móc xích. Rồi chân đầu tiên móc một mũi đơn, chân thứ hai móc một mũi tăng. Ở hàng thứ tư này mình sẽ tăng cho cái nụ của mình nó bắt đầu nó rộng ra, cho nên là các bạn sẽ đổi công thức 1x 1v, lặp lại 6 lần. 1x 1v, 1v là một tăng đó các bạn. Rồi các bạn lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Kết thúc xong hàng thứ tư mình sẽ có tổng là 18 chân móc. Bắt đầu lên hàng thứ năm các bạn móc lên một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn và sẽ móc liên tục 4 mũi đơn ở 4 chân móc nữa, là mình sẽ có 5x ở 5 chân móc. Rồi đến chân thứ sáu chúng ta sẽ tăng một mũi. Đó, các bạn sẽ lặp lại công thức là 5x 1v, lặp lại 3 lần cho hàng thứ năm này. Nếu chân cuối cùng mà các bạn móc đúng là chân tăng các bạn nha. Xong rồi mình cũng kết hàng tương tự bằng một mũi dời. Kết thúc xong hàng thứ năm mình có tổng là 21 chân móc. Bắt đầu lên hàng thứ sáu móc cho mình một mũi móc xích, và từ hàng thứ sáu này trở đi các bạn sẽ móc không tăng mà vẫn giữ nguyên là 21 chân móc. Các bạn móc đều 21 chân móc ở hàng thứ 6, thứ 7, thứ 8. Đó, 3 hàng không tăng. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ 8 và vẫn giữ nguyên là 21 chân móc, không có tăng mũi nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ 8, bắt đầu lên hàng thứ 9. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn và móc liên tiếp 4 chân móc, mỗi chân móc một mũi đơn nữa. Xong 4 mũi đơn ở 4 chân móc, chân thứ 5 và chân thứ 6 các bạn sẽ bắt đầu thực hiện một mũi giảm. Rồi, các bạn sẽ lặp lại công thức là 5x 1a. A là mũi ký hiệu của mũi giảm nha các bạn. Lặp lại công thức 5x 1a như vậy, lặp lại 3 lần. Chân cuối cùng là chân giảm. Xong rồi chúng ta kết hàng lại là xong hàng thứ 9 mình sẽ có tổng là 18 chân móc. Bắt đầu lên hàng thứ 10 móc lên một mũi móc xích, và hàng thứ 10 này các bạn sẽ móc đều mỗi chân móc một mũi đơn, không có giảm mũi. Rồi, móc đều 18 chân móc, mỗi chân móc một mũi đơn như vậy cho đến hết hàng cho mình nha. Xong hàng thứ 10 chúng ta có tổng 18 chân móc, bắt đầu lên hàng thứ 11, móc lên cho mình một mũi móc xích. Tại chân đầu tiên móc một mũi đơn. Chân thứ hai và chân thứ ba chúng ta móc một mũi giảm. Rồi, các bạn sẽ lặp lại công thức là một đơn, một giảm, lặp lại 6 lần. Kết thúc xong hàng thứ 11, chúng ta sẽ có tổng là 12 chân móc nha. Rồi lên hàng thứ 12, các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn, là vẫn giữ nguyên là 12 chân móc. Rồi các bạn sẽ móc đều như vậy cho đến hết hàng, mỗi chân móc là một mũi đơn ha các bạn. Kết thúc xong hàng thứ 12 là mình được 12 chân móc. Xong rồi các bạn sẽ thực hiện nhồi gòn vào trong cái phần búp hoa này nha. Cái chân móc nó hơi nhỏ cho nên là các bạn sẽ dùng cái dụng cụ để các bạn nhồi gòn vào cho nó gọn đẹp nha các bạn. Nhồi gòn xong rồi thì các bạn sẽ móc lên cho mình hàng thứ 13, móc lên một mũi móc xích. Và hàng thứ 13 này các bạn sẽ móc giảm mũi ở tất cả các chân móc lại, là mình sẽ có là 6 mũi giảm các bạn nha. Rồi các bạn sẽ thực hiện hết 12 chân móc cho mình bằng toàn bộ bằng mũi giảm hết. Đến chân cuối cùng thì các bạn cũng kết hàng bằng một mũi dời, rồi siết chặt và cắt lên. Thì tại cái chân móc cuối cùng này đó, các bạn mà siết chặt rút lại thì nó có một cái lỗ tròn nhỏ này, cái lỗ này các bạn để đút cái kẽm mình vào, chứ các bạn đừng có khâu chặt lại nha. Đây, cái kẽm của mình là cái kẽm giấy cho nó to, cho nên các bạn cứ chừa cái lỗ bự này để các bạn đút kẽm vào luôn, khỏi cần khâu cái phần đáy vào nha. Bắt đầu chúng ta móc tới phần cánh của cái búp hoa, tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại và móc lên 14 mũi móc xích. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sau 14 mũi móc xích, các bạn sẽ bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi đơn, chân thứ ba một mũi đơn. Đến hai chân tiếp theo là hai mũi nửa kép. Rồi 5 chân tiếp theo là 5 mũi kép. Theo dõi công thức trên màn hình để chúng ta móc cho nó kịp nha các bạn. Bốn, năm. Xong 5 mũi kép rồi, các bạn sẽ hạ xuống cho mình là 2 mũi nửa kép. Rồi xong 2 mũi nửa kép, bắt đầu tới một mũi đơn. Còn lại chân cuối cùng này các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào chung một chân móc, tương tự giống như cái cánh hoa sen của cái bông lớn đó các bạn. Để các bạn chỉ cần giảm mũi lại thôi. Rồi bắt đầu quay qua phần bên trái, các bạn sẽ móc tương tự như mép bên phải, tức là chân đầu tiên chúng ta móc một mũi đơn nè, hai chân tiếp theo là 2 mũi nửa kép. Cái này mình móc nhanh nha, tại vì là mình móc quen so với cái bông sen rồi cho nên mình sẽ móc nhanh. Đến 5 chân tiếp theo là 5 mũi kép. Rồi chân thứ tư, chân thứ 5. Xong 5 mũi kép rồi, chúng ta sẽ hạ mũi xuống từ từ. Đến 2 mũi nửa kép này các bạn. Rồi, còn lại hai chân cuối cùng. Các bạn móc 2 mũi đơn liên tiếp ở hai chân móc. Đó, kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên này. Siết chặt. Đó, tương tự giống như cánh hoa sen thôi các bạn, chỉ cần nhỏ mũi móc thôi là được. Rồi bắt đầu đến hàng thứ hai, chúng ta sẽ cho cái đoạn kẽm vào để mình nẹp lên hàng thứ hai nha. Móc lên một mũi móc xích. Tại chân đầu tiên này các bạn sẽ móc 2 mũi đơn, tương tự như cánh hoa sen lớn vậy các bạn. Rồi Hai chân tiếp theo là hai mũi nửa kép, hai chân tiếp theo là hai mũi kép, rồi chân tiếp theo là hai mũi kép vào chung một chân móc. Đó, chỉ khác ở cái cánh hoa là hai mũi kép vào chung một chân móc. Cái cánh hoa là nó cung lại như vậy, còn cái cánh này là nó sẽ úp, một cái là cung, một cái là úp vào trong cái phần nhụy, cho nên là cái mũi tăng này nè, cái mũi tăng ở chính giữa cánh hoa này các bạn đừng có quên nha. Với cái cánh của cái phần búp là nó sẽ có cái mũi tăng ở giữa này. Rồi tiếp tục đến hai mũi kép liên tiếp ở hai chân móc nữa. Xong rồi đến hai mũi nửa kép, rồi ba chân tiếp theo là ba mũi đơn nha. Rồi bẻ cái đoạn kẹp cong cong lại cho nó theo cái đường mũi móc, cho mình móc cho dễ nha. Rồi đến chân góc cuối này cũng tương tự giống như cái cánh hoa sen, tức là chân cuối cùng này các bạn sẽ móc hai mũi đơn vào chung một chân móc trước nè, thêm một mũi đơn nữa. Xong rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và chúng ta tạo một mũi bông dầu tại vị trí này, họ vào hai sợi len và kéo qua một mũi dời. Xong rồi tại cái chân móc này luôn các bạn sẽ móc thêm một mũi đơn vào đây nữa, tức là cái chân cuối cùng này các bạn sẽ có 3 mũi đơn vào chung một chân móc và tạo một mũi bông dâu ở cái góc nhọn này nha. Rồi ở mép bên trái các bạn móc đối xứng giống như mép bên phải, tức là chân đầu tiên chúng ta móc 3 mũi đơn liên tiếp ở 3 chân móc nè. Ba đơn ở 3 chân móc. Rồi đến hai chân tiếp theo là hai mũi nửa kép. Rồi hai chân tiếp theo là hai mũi kép. Rồi chân chính giữa đây, nó đối xứng giống như mép bên phải này, các bạn cũng tăng 2, tức là hai mũi kép vào chung một chân móc nha. Rồi tiếp theo là hai mũi kép. Tiếp tục đến hai mũi nửa kép. Rồi chân cuối cùng là chân còn lại đây là một mũi đơn và tiếp tục một mũi đơn nữa, hai mũi đơn vào chung một chân móc luôn các bạn. Rồi mình sẽ móc một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải này, kéo lên qua kết thúc. Rồi vòng sợi len lên mình móc tiếp một mũi xích nữa, siết chặt và cắt len. Nào, cái đoạn cuối này thì các bạn sẽ chốt tùy ý các bạn, có khi là mình bẻ sợi kẽm xuống mình chốt lên hoặc là mình vòng qua cũng được, tùy các bạn nha. Rồi quấn chặt sợi len cho kẽm và xoắn lại là mình đã xong một cái cánh hoa. Đây thì cánh hoa này nó cũng có cái độ tự nhiên giống như cái cánh hoa sen lớn vậy đó các bạn. Rồi trong một cái búp sen thì các bạn sẽ móc tổng cho mình là 3 cái cánh nhỏ như công thức mình vừa hướng dẫn vậy nha. Rồi 3 cánh nhỏ màu của cánh hoa, rồi 3 cái cánh nhỏ của màu xanh nó sẽ ốp ở bên ngoài. Thì cái màu xanh này các bạn sẽ móc cùng công thức với màu hồng luôn, cùng công thức cùng size bằng kích cỡ nhau luôn các bạn nha. Đó, 3 cánh màu hồng và 3 cánh màu xanh này các bạn sẽ móc tổng cho mình là tạo cái điểm móc xích khởi tạo là 14 mũi móc xích nha. Đó, 6 cánh bằng nhau, nó chỉ khác về cái màu sắc thôi. Rồi còn lại 3 cái cánh lớn, 3 cái cánh lớn này thì các bạn sẽ móc khác cái cánh nhỏ này chút xíu. Đó, nó sẽ nằm so le nhau chút xíu. Thì cái cánh lớn này các bạn sẽ móc cho mình là khởi tạo là 16 mũi móc xích. Các bạn sẽ theo dõi công thức trên màn hình nè. Khởi tạo 16 mũi móc xích và các bạn cũng móc tương tự giống như cánh nhỏ này. Nó chỉ khác là ở cánh nhỏ này chúng ta móc là 5 mũi kép ở cái hàng giữa này, thì cái cánh lớn này chúng ta sẽ móc 7 mũi kép ở cái hàng giữa này đó. Nó chỉ tăng khác nhau như vậy chút xíu thôi. Đây là 14 xích thì đây là 16 xích, tăng 5 góc này và tăng 7 ở góc này thôi đó. Thì các bạn sẽ theo dõi công thức trên màn hình để chúng ta móc cái size lớn này, 3 cánh size lớn nè, 3 cánh size lớn, 3 cánh size nhỏ và 3 cánh size nhỏ màu xanh đó, sẽ có tổng cộng là 9 cánh cho cái phần búp như vậy và một cái búp tròn ở giữa. Đây là cái phần búp mà nó chưa nở cánh hoa ra đó. Thì một cái búp sen tổng cộng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đầy đủ như vậy nha. Chuẩn bị xong đủ 9 cánh và một cái búp tròn ở giữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ráp nha. Rồi cái đoạn kẽm giấy các bạn chọn á, thì cái phần búp này là nó có chiều cao cao nhất so với các cái phần bông và lá, là nó có chiều cao khoảng 60 cm, để chúng ta sẽ tạo cái phần búp có chiều dài cao nhất ở trên cái đỉnh bông hoa. Rồi các bạn sẽ cho một ít keo vào ngay tại cái thân kẽm giấy này để mình đút vào trong cái phần búp cho nó chắc. Đây, đưa cái phần mình nhỏ keo đó đi sát vô, giữ chặt cho nó khô keo chút xíu các bạn. Đẩy sát nó lên đỉnh luôn là nó sẽ cứng ngắc, nó không có bị bung, và khi mình cho keo vào á thì nó giữ chắc luôn đó. Các bạn lắc nó không có ngã nghiêng nữa là ok nè. Rồi bắt đầu các bạn sẽ ráp trước cho mình là 3 cái cánh nhỏ trước nha. Và trước khi ráp 3 cánh nhỏ là các bạn sẽ bẻ ra. Đây là mặt phải này, đây là mặt trái nè, các bạn sẽ bẻ hết. Mặt phải nó ngửa ra ngoài, mặt trái nó cong vô bên trong. Đó, các bạn sẽ bẻ hết như vậy đi rồi mình hướng dẫn các bạn cách để các bạn ráp vào. Xong bắt đầu chúng ta ráp 3 cái cánh nhỏ vô trước nè. Đây. 3 cánh nhỏ áp nó vô nha. Cái phần mặt lên trái các bạn sẽ áp nó vào bên trong. Đó, úp sát nó vô là 3 cái cánh nó sẽ úp gọn vào trong cái phần búp của mình nè. Xong rồi các bạn sẽ cho một ít len quấn chặt 3 cái cánh này lại trước một vòng. Đó, quấn chặt trước. Rồi, giữ chặt các bạn nha. Nếu mà các bạn không quen thì các bạn sẽ nhích vô một chút xíu keo ở đây đó, để cho cái sợi len của mình siết chặt lại, nó không có bị bung ở cái vòng thứ nhất này trước nè. Rồi chặt keo trước này, rồi bắt đầu tới cái 3 cái cánh lớn mình áp bên ngoài đây, thì các bạn sẽ áp nó so le nha, giữa 2 cái cánh này đó, các bạn sẽ úp nó so le vô như vậy. Rồi úp tiếp 3 cái cánh kia nữa là mình cột nó lại thôi. Mình ráp cái phần búp này nó dễ hơn ráp cái phần cánh hoa đó các bạn đó. Rồi xoắn một vòng lại tiếp cho mình, cột chặt lại luôn ha. Rồi cột chặt lại một vòng, các bạn cũng nhích vô chút xíu keo tại cái chỗ cái sợi len mình cột đó để mình quấn cho nó dễ nha. Rồi siết chặt cho nó khô keo chút xíu. Xong rồi các bạn sẽ ráp tới 3 cái cánh xanh. Cánh xanh các bạn cũng ráp cái mặt phải này nó nằm ở bên ngoài nha. Đây, cánh xanh thì các bạn ráp xích nó xuống, nó nằm chính giữa 2 cái cánh lớn bự nè. Đó. Xích nó xuống để nó bo lại. Rồi, nếu các bạn cầm không quen tay thì các bạn sẽ tháo ra. Mình chỉ cho các bạn cách dán giống như cái cánh hoa lớn đó. Đó, tại vì cái khúc này á mình cầm nhiều quá là nó khó cầm. Rồi, cho nên là các bạn sẽ dán cố định như mình vậy cũng được, nó cho nó dễ cầm nha. Rồi tiếp tục tới cánh nằm giữa đây, cánh kia nằm giữa đây nữa là xong, là các bạn cột lại là xong nha. Rồi giữ chặt khô keo rồi, để các bạn sẽ cầm chắc cái vị trí này nè. Đó, cầm chắc vị trí này, quấn thật chặt cho mình 3 đến 4 vòng. Chặt xong rồi các bạn cứ vậy mà các bạn quấn xuống giống như phần bông sen thôi đó, quấn xuống cho đến hết thân kẽm cho mình luôn nha. Quấn hết cái phần thân này xuống hết thân kẽm và nhỏ keo ở đoạn góc này là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần búp sen nhỏ bé xíu này các bạn. Trời, Liễu đã hoàn thành cho các bạn một cái mẫu hoa sen rất là to, rất là đẹp. Thì các bạn muốn đẹp là các bạn sẽ làm 3 bông hoa, 3 chiếc lá, 1 nụ, 1 gương, là chúng ta trưng một cái bình lớn ở phòng khách, phòng làm việc rất là đẹp. Thì hoa sen này là vĩnh cửu mãi mãi, mình trưng ở mọi thời điểm, không có bị lỗi thời đâu các bạn. Thì các bạn thấy video này hay, cho Liễu xin một like với nha, và để lại phần bình luận bên dưới. Nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ thì Liễu sẽ trả lời bình luận để các bạn hoàn thành xong cái mẫu hoa sen đẹp này nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.